Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Trong những năm qua, thực hiện đề án quốc gia xây dựng nông thôn mới, khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Quyết Chiến cũng như nhiều địa phương khác trong huyện gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay diện mạo xây dựng nông thôn mới của xã đã có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi tạo thành sức mạnh tập thể để xã tự tin vững bước trên con đường phát triển của mình. Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm đồng thuận của người dân. Với phương châm lấy sức dân để lo cho dân, xã Quyết Chiến đã công khai hóa toàn bộ kế hoạch để nhân dân nghiên cứu, lựa chọn trên tinh thần tiêu chí nào dễ thực hiện và cấp thiết với yêu cầu của nhân dân thì ưu tiên làm trước. Nhưng do điểm xuất phát thấp nên xã còn gặp không ít khó khăn. Đối với địa phương đang khó khăn tập trung chỉ đạo là thứ nhất là về tỷ lệ nghèo, chúng tôi vẫn giờ thì vẫn còn cao, còn hơn 22%. Và cái thu nhập, tính bình quân thu nhập thì năm 2019 thì chúng tôi mới đạt trên 20 triệu. Chính vì thế chúng tôi cũng đang cố gắng tích cực, tức là vận động bà con để tìm các cái giải pháp để thực hiện sớm để đạt được nghị quyết đại hội đảng đã đưa ra. Ngoài ra, Đảng bộ xã đã kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu và tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã là hạt nhân trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng dựa theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn của các bộ, ban ngành trung ương của tỉnh để tiến hành rà soát, đánh giá mức độ đạt nội dung của các tiêu chí trên địa bàn. Do có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, huy động sự chung tay góp sức của toàn nhân dân nên công cuộc xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa lớn. Người dân đã tự nguyện giúp sức ngày công hiến đất đai, cây cối, công trình để xây dựng đường, giao thông, công trình phúc lợi. Với sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện cũng như là các đồng chí bên lãnh đạo Đảng ủy ban có cơ sở mới thì chúng tôi đội ngũ y tế thì dần dần hoàn thiện và sẽ cử cán bộ đi học thêm về đông y hoặc là sẽ phải điều chuyển một cán bộ khác từ Trung tâm Y tế lên để sang năm những năm tiếp theo để làm chuẩn quốc y tế quốc gia. Có thể khẳng định tất cả các công trình, cơ sở hạ tầng, xây dựng và sửa chữa trên địa bàn xã đã đều thấm đẫm những giọt mồ hôi của từng người dân, cán bộ đảng viên trong xã. Từ nâng cấp giao thông đến bê tông hóa kênh mương, rồi xây dựng chỉnh trang hệ thống các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng, đều có sự vào cuộc của chính quyền và nhân dân. Đến nay trên địa bàn xã có 5 trên 5 xóm có nhà văn hóa, 97% các hộ có phương tiện nghe nhìn, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học ở cả 3 cấp học được quan tâm đầu tư. Kết quả, phổ cập giáo dục được duy trì ở cả 3 cấp học, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt 100%, chất lượng giáo dục ở cả 3 cấp học ngày càng được nâng cao. Trong những tháng tới này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện về cơ sở vật chất và hướng tới là có trang thiết bị đầy đủ. Chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái chuyên môn cũng như là chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. Để được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu. Đến nay, Quyết Chiến mới đạt 11 trên 19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí khó, địa phương đang dồn sức phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. Thực hiện theo nghị quyết của huyện ủy để sớm về đích. Tuy nhiên, thì những cái tiêu chí về cái hạ tầng cơ sở thì ban quản lý dự án huyện đã tập trung. Năm 2019 đã đưa về Quyết Chiến để xây dựng ví dụ như các cái công trình hạ tầng cơ sở đường này, trường này và trạm này như là cơ bản là năm 2019 thì sẽ gần cái hoàn thiện. Với những kế hoạch mục tiêu cụ thể cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng xã Quyết Chiến Tân Lạc sẽ thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện nhà.